American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu. Cái điều kiện nhận thức ăn giao ta tặng nhà ta cho quý vị cao niên. Một ngày chúng ta có 3 buổi ăn, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Dạ, thì cái điều kiện đó là cho tất cả các vị cao niên trên 65 tuổi. Và cũng có thể là các vị cao niên có thể là từ 60 tới 64 tuổi cũng có thể là cũng cái điều kiện đó cũng chấp nhận. Nhưng mà cái tình trạng của các vị từ 60 tới 64 tuổi đó là phải cái sức khỏe phải yếu, sức khỏe là như là không có hoạt động được hay là bị một cái bệnh gì nó nặng nè với cái số tuổi của mình và mình dễ bị truyền nhiễm thì cũng có thể là vô được cái chương trình mà giúp thức ăn cho những vị cao niên. Thì và một cái nữa là những cái vị nào mà có cái dương tính của COVID-19 là cũng được hưởng cái chương trình này. Dạ, để nếu mà các vị mà có dương tính với cái nhiễm bệnh COVID-19 thì các chị quý vị phải có những cái tài liệu hay là những giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc là của một cái nhà thương nào mà khám nghiệm cho tất cả quý vị thì quý vị cũng được hưởng được cái chương trình mà giao thức ăn đến tận nhà. Dạ. Đó, thì còn một cái điều kiện nữa là quý vị phải sống một mình. Tất cả các vị cao niên đó phải sống một mình hoặc là sống ở trong gia đình có một người nào cũng lớn hơn tuổi của mình thì cũng được hưởng cái chương trình thức ăn giao tận nhà một ngày 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Thì theo Loan Anh được thấy thì cái thức ăn này cho các bác thì cũng rất là nhiều dinh dưỡng và cũng nhiều nhà hàng đã ủng hộ, đã giúp đỡ để mà giao những cái thức ăn này tới nhà của các bác trong cái thời gian đại dịch COVID-19 này. Các bác không thể di chuyển được, không thể ra khỏi nhà được. Đó, thì tất cả các cái chương trình này đều giúp cho dân người dân các chúng ta và tất cả các bác ở cao niên. Thì cái chương trình này đó là chương trình nó để là Meal on Wheels ở Orange County. Thì cái chương trình thức ăn này là ở quận hạt Orange County. Nhưng mà Loan Anh cũng được biết là cũng có nhiều city, nhiều cái thành phố cũng được lắm. Chẳng hạn như thành phố Anaheim hay là Buena Park, Costa Mesa, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, La Alhambra, Orange, Santa Ana, South Beach, Stanton, Tustin và Westminster. Đó là những cái thành phố mà theo Loan Anh được biết là sẽ cung cấp thức ăn cho các bác cao niên một ngày 3 buổi. Và các bác cũng có thể là nói với con em của các bác hay là con cháu gì đó, nó chụp cái website đang ở trên cái màn hình để mà các bác nhờ các em đó đi vô đó để mà làm cái điền đơn cho các bác để các bác được hưởng được cái chương trình này. Hoặc là mình có thể gọi điện thoại, cái số điện thoại Loan Anh xin đọc cho các bác là 714-823-3294 hoặc là cái số 714-263-1425. Quý vị có thể gọi từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ tới 5 giờ chiều với hai cái số phone này để mà chúng ta biết thêm cái chi tiết về giúp đỡ các vị cao niên cho ba buổi ăn cho mỗi ngày. Yeah. Vâng, kính thưa, cảm ơn cô Loan Anh đã chỉ dẫn cho quý vị một chi tiết. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị lần này quý vị sẽ apply được và nhắc lại với quý vị là theo chỗ chúng tôi biết dường như có 7 nhà hàng của người Việt Nam mình ở Orange County được chấp thuận bởi cái cơ sở này. Cái tiền của cái này đó thưa quý vị là nó tới từ ngân khoản trợ cấp từ văn phòng dịch vụ khẩn cấp California do Hội đồng Giám sát quận Cam phân bổ và cái văn phòng này của Hội Cao Niên quản lý cái chương trình này. Cho nên cái này hoàn toàn là của chính phủ. Mình cảm ơn tất cả những lo lắng của chính phủ từ ở trên trung ương xuống tiểu bang, xuống quận hạt và tới cái trung tâm cao niên này. Họ phục vụ không phân biệt màu da.
có riêng tiếng Việt Nam, quý vị kêu vô nói tôi không nói tiếng Mỹ được thì cũng có thể họ, tôi chưa biết là có nói tiếng Việt không, nhưng mà trong cái tài liệu thì các em sẽ điền bằng tiếng Anh. Quý vị vô cái website này, các em, các con, các cháu của mình sẽ giúp cho quý vị. Cảm ơn cô Long Anh một lần nữa và chúc quý vị có thành công để có được 3 bữa ăn một ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Dạ, Long Anh chào tạm biệt tất cả quý vị và chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại lần tới. Việt Nam American, Việt Nam.